quý vị, ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã phạt hành chính 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Mờ, 49 tuổi, ngụ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung vì có hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám và chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Cụ thể, thời gian qua, Công an thị trấn Lai Vung phát hiện nhà ông Mờ tụ tập đông người. Ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng đến kiểm tra bắt quả tang ông Mờ đang chữa bệnh cho nhiều người bằng hình thức mê tín dị đoan. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều nhang nến, nước suối, hoa tươi, dầu gió, thuốc tây. Sau khi xác minh, lãnh đạo công an thị trấn Lai Vung cho biết, khi có người đến chữa bệnh, ông Mờ sẽ làm lễ vái lạy rồi đốt nến, dùng sáp nóng thoa lên chỗ đau của bệnh nhân. Tiếp đó, ông Mờ cho bệnh nhân uống nước lấy từ bàn thờ xuống. Bước cuối, bệnh nhân được cho uống thuốc tây không rõ nguồn gốc. Trong quá trình chữa bệnh cho người dân, ông Mờ cũng thực hiện các nghi thức vái lạy. Ông Mờ chữa bệnh không lấy tiền, chỉ lấy hiện vật như nến, dầu gió từ bệnh nhân đưa đến. Xác minh nhiều người bệnh tìm đến ông Mờ, công an không ghi nhận ai khỏi bệnh. Cá biệt có nhiều người đã đến chữa 5-7 lần, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo truy tìm đối tượng có hành vi giở trò đồi bại với trẻ em trên địa bàn quận Thanh Xuân. Chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Theo Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự giở trò đồi bại với trẻ em xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 8 năm 2022 đến ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 23 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giở trò đồi bại với trẻ em để điều tra làm rõ vụ án. Theo đó, Công an quận Thanh Xuân xác định đối tượng tình nghi có hành vi giở trò đồi bại với trẻ em tên là Hoàng. Hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên. Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Mới đây, vì đăng tải hình ảnh nhạy cảm của một người phụ nữ ở Bạc Liêu lên mạng xã hội, Nguyễn Văn Đặng bị công an khởi tố vì tội làm nhục người khác. Theo đó, đối tượng bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 12 tháng 6, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đặng, 30 tuổi, ngụ huyện Phước Long, là đối tượng bị truy nã về hành vi xúc phạm danh dự người khác. Khoảng tháng 7 năm 2023, chị T, ngụ huyện Phước Long, phát hiện một Facebook đăng hình ảnh nhạy cảm của chị. Chị T trình báo vụ việc đến công an địa phương. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Đặng là người đã đăng hình ảnh nhạy cảm của chị T nên khởi tố bị can này. Đặng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Sau gần một năm lần trốn, Đặng bị công an bắt khi đang ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại Hà Tĩnh, chồng đã dùng dao tấn công vợ tử vong. Được biết, chỉ vì cho rằng người vợ bán ngé mà không trao đổi hỏi ý kiến chồng, nên Mai Văn Hà đã dùng hung khí tấn công vợ nhiều lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Hương Khê khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 6, Mai Văn Hà, 56 tuổi, ngụ tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đến nhà một người đàn ông cùng thôn uống rượu. Nhậu xong, Hà rời nhà hàng xóm, đến nhà người con trai ruột để trông cháu. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Hà trở về nhà thì biết vợ là bà TTH, 51 tuổi, bán con nghé của gia đình mà không bàn bạc, hỏi ý kiến chồng, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hà lấy cây dậy mồng có sẵn trong nhà, lại gần bà Hát đang ngồi trên giường, rồi tấn công bà Hát. Hậu quả, bà Hát tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hà rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê đến hiện trường để điều tra, truy xét nghi phạm theo dấu vết nóng. Đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Hà đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tố nghi phạm theo quy định. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an thành phố Long Khánh đã nổ súng chỉ thiên ngăn chặn hai nhóm thanh niên xô xát, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 10 tháng 6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Long Khánh do Trung tá Phạm Thế Ninh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Hòa thì nhận được tin báo từ người dân về hai nhóm thanh niên đang xô xát, gây mất an ninh trật tự. Ngay lập tức, tổ tuần tra có mặt tại hiện trường và yêu cầu các đối tượng dừng lại. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà cố lao vào tiếp tục xô xát nhau. Do tình hình phức tạp, một cán bộ cảnh sát giao thông đã nổ súng chỉ thiên trấn áp, đồng thời phối hợp với công an phường giải tán đám đông, bàn giao các đối tượng để xử lý theo quy định.
Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại Thanh Hóa, khiến ba ông cháu đi xe máy bị xe tải đâm, cuốn vào gầm, làm hai người tử vong, một người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 11 tháng 6 tại đường Cán Cờ, khu công nghiệp Hoàng Long, phường Long An, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, xe tải chuyên dùng biển kiểm soát 36HC001XX loại xe bơm bê tông do tài xế Nguyễn Văn Đề, sinh năm 1983, ngụ phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa điều khiển trên đường Cán Cờ. Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường Vành Đai, khu công nghiệp Hoàng Long, xe tải chuyên dụng đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 36B8571XX do ông NTK, sinh năm 1960, ngụ phường Tàu Xuyên, thành phố Thanh Hóa điều khiển, đi phía trước cùng chiều. Lúc này, ông K chở theo hai cháu nhỏ gồm NTAN sinh năm 2015 và NTBN sinh năm 2018 cùng ngụ phường Tàu Xuyên. Hậu quả các nạn nhân là ông K và cháu N tử vong tại chỗ, cháu N bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Thanh Hóa đã tới hiện trường xác minh, làm rõ vụ tai nạn, đồng thời lấy mẫu máu, kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với các tài xế. Hiện vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong đang được công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc trên sông Bạch Đằng. Theo đó, hồi 10 giờ ngày 11 tháng 6, tàu HN2360 đang neo đậu trên tuyến sông Bạch Đằng thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổ công tác phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng chức năng. Quá trình kiểm tra đã bắt quả tang 4 trường hợp đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sâm, ăn tiền. Nhóm này gồm TVT, sinh năm 1977, trú tại Hà Nội, NNT, sinh năm 1988, trú tại Phú Thọ, CBD, sinh năm 1975, trú tại Hà Nội, và NAT, sinh năm 1984, trú tại Phú Thọ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc gồm một bộ bài tú lơ khơ 52 lá và tổng số tiền được dùng để đánh bạc là 5,71 triệu đồng. Đấu tranh tại chỗ, 4 trường hợp trên khai nhận về hành vi đánh bạc từ khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày trên tàu HN2360. Tổ công tác sau đó đã thống nhất giao toàn bộ hồ sơ tang vật và 4 đối tượng cho đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hình sự, tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trận mưa lũ hiếm gặp những ngày qua tại Hà Giang đã gây ra lượng mưa lớn, có nơi vượt trên 300mm trong nhiều giờ đồng hồ. Để tránh ngập sâu tại thành phố Hà Giang, 3 nhà máy thủy điện trên sông Miện và 3 nhà máy thủy điện trên sông Lô đã đồng thời xả lũ. Tuy nhiên, người dân và chính quyền xã ở các địa phương vùng hạ du sông Lô cho biết họ không nhận được thông báo trước khi các nhà máy thủy điện xả lũ. Sau gần một ngày, anh Dương Công Soạn mới trở lại nhà để vận chuyển đồ đạc ra nơi khô ráo. Nước vẫn ngập gần 1 mét. Anh Soạn và nhiều người dân cho rằng nước lên rất nhanh, khiến nhiều đồ đạc và tài sản có giá trị không kịp di rời. Ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang cũng xác nhận ông chưa hề nhận được thông báo nào về quy trình xả lũ của nhà máy thủy điện. Tỉnh Hà Giang đã ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin về vận hành đón xả lũ có hiệu lực từ tháng 8 năm 2021. Quy chế này quy định rõ trách nhiệm của tất cả các ban ngành và chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện để đảm bảo an toàn cho hồ đập và khu vực hạ du. Ông Trần Việt Thế, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, trách nhiệm để thông báo vận hành là của các đơn vị vận hành thủy điện vì là người trực tiếp vận hành, trong luật đã quy định rõ rồi. Ngược lại, các nhà máy thủy điện khẳng định rằng họ đã ban hành thông báo xả lũ tới các đơn vị chức năng. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Lô Hà Giang cho biết, khi xảy ra lũ, lực lượng chức năng đã thông báo cho người dân xung quanh khu vực bằng còi, nếu lũ to thì bằng Zalo. Việc thông báo xả lũ để điều tiết lũ là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, việc chính quyền xã trên địa bàn huyện Vị Xuyên không nhận được những thông báo này chứng tỏ các cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong tình huống khẩn cấp chưa thực sự tốt. Nếu nhận được thông báo xả lũ trước từ 2 đến 5 tiếng theo quy định, người dân có thể kịp thời di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các nhà máy thủy điện bằng cách này hay cách khác đều đã có thông báo trước với Sở Công Thương và các xã vùng hạ du. Nhưng những thông báo này có đến được với người dân hay không và chính quyền có chủ động thông báo về tình trạng xả lũ của các thủy điện sẽ gây ngập úng cho người dân hay không thì còn nhiều vấn đề bất cập. Nghi vấn bị đuổi đánh khiến 3 thanh niên tông vào giải phân cách tử vong. Mới đây trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.
Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước cửa số nhà 790, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội khiến 3 thanh niên tử vong. Cụ thể vào thời điểm trên, các thanh niên này di chuyển với tốc độ cao đã tông vào giải phân cách. Hậu quả khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng và không qua khỏi trong quá trình cấp cứu. Tuy nhiên, theo người dân sống tại khu vực, nghi vấn 3 nạn nhân này bị đuổi đánh khi đi xe máy dẫn đến gặp tai nạn tử vong. Hiện Công an quận Đống Đa đang phối hợp Công an thành phố Hà Nội điều tra nguyên nhân tử vong của 3 thanh niên trên. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Cạn thông tin, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể nhận được thông tin từ trạm y tế xã Mỹ Phương về ca tử vong chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, chưa rõ nguyên nhân. Được biết, 2 bà cháu có triệu chứng đau đầu, nôn rồi tử vong. Hiện 4 người khác trong gia đình xuất hiện triệu chứng tương tự. Người tử vong là bà HTD, 64 tuổi, ở thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Người nhà bà Đê kể, sáng cùng ngày, bà dậy ăn sáng bình thường, sau đó đi cắt cỏ. Thấy người mệt, rét lạnh, đau đầu nên về nhà uống 2 viên thuốc Seda. Thấy đỡ nên bà đi sang nhà chung của thôn, nhưng vẫn thấy khó chịu. Bà nhắn con gái đưa về nhà và đi bệnh viện. Trên đường đến viện, bà Đê bị nôn, tiêu chảy, được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông cấp cứu. Sau đó bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Bà Đê nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái, nguy kịch. Đầu giờ chiều, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Trên đường về, bà Đê tử vong. Trước đó, DTV, sinh năm 2022, cháu ruột của bà Đê, cũng mệt mỏi, đau đầu, nôn, tiêu chảy, đã tử vong ngày 5 tháng 6. Ngoài 2 trường hợp tử vong trên, gia đình còn có 4 người khác xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi đang được điều trị. Qua điều tra ca bệnh và trao đổi với người nhà được biết, khoảng 1 tuần nay gia đình ăn uống bình thường, không ăn thức ăn lạ. Sáng mùng 10 tháng 6, đoàn công tác Sở Y tế Bắc Cạn làm việc với các đơn vị liên quan của huyện Ba Bể, lấy mẫu người mắc bệnh và những người trong gia đình kiểm tra. Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Bắc Nậm và Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn giám sát chặt chẽ tình hình bệnh của những người trong gia đình đang ở xã Cổ Linh, huyện Bắc Nậm và xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Sở chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tập trung xét nghiệm xác định nguyên nhân để có giải pháp phòng chống hiệu quả. Ngày 12 tháng 6, Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ Tạ Nhạc Trương, 28 tuổi, thường trú quận Nan Di, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, chiều 11 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc ấp Bình Cuối, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Đồn Biên phòng Phước Chỉ phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Tạ Nhạc Trương đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tiến hành khám xét, các lực lượng phát hiện trong hành lý của Tạ Nhạc Trương có 3 điện thoại di động và 3 gói ni lông trọng lượng khoảng 300 gram. Bên trong có chứa tinh thể màu trắng, được cất giấu trong 2 hộp nước nho có nhãn hiệu nước ngoài. Khai với lực lượng bắt giữ, Tạ Nhạc Trương thừa nhận 3 gói ni lông trên là ma túy do Trương mua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia với giá 2.000 đô la Mỹ. Tạ Nhạc Trương định mang theo số ma túy này vào thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng thì bị bắt. Những ngày vừa qua, người dân đổ xô đi xếp hàng tại các ngân hàng từ sáng sớm để mua vàng SJC. Trước tình trạng này, các ngân hàng bắt đầu triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Từ ngày 12 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank bắt đầu triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website. Khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch. Với tiện ích này, khách hàng không mất thời gian xếp hàng chờ lấy số. Ngân hàng sử dụng thông tin đăng ký để thực hiện giao dịch bán vàng miếng SJC tại quầy nên tiết kiệm thời gian thu thập thông tin. Ngân hàng bảo mật toàn bộ thông tin đã được khách hàng nhập trên tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến và chỉ sử dụng thông tin này cho giao dịch mua vàng miếng SJC khi khách hàng đến các điểm bán vàng miếng SJC của ngân hàng. Vietcombank lưu ý, từ ngày 12 tháng 6, Vietcombank chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website. Thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến từ 9 giờ đến 16 giờ. Việc thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank sẽ hủy xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo. Giá vàng là giá niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của Vietcombank.
Các ngân hàng còn lại cũng đang chuẩn bị cho việc triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, chậm nhất là sáng thứ Hai ngày 17 tháng 6, Agribank sẽ triển khai việc đăng ký mua vàng miếng trực tuyến qua website. Bà Phượng cũng cho biết, các bước thực hiện mua vàng miếng cũng sẽ tương tự tại Vietcombank. Trước đó, từ ngày 11 tháng 6, Agribank cũng đã mở thêm 2 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội. Agribank sẽ sớm mở thêm 4 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các điểm bán vàng của nhà băng này lên thành 10 điểm. Trước hiện tượng một số đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng miếng tại các ngân hàng nhà nước mới đây cũng đã gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Ngân hàng nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng gây mất trật tự trị an. Thưa quý vị, mới đây thông tin từ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa kịp thời cứu bệnh nhi VTL sinh năm 2013, ngụ Kiên Giang bị rắn cắn nguy kịch. Theo đó, bé gái được Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang chuyển đến trong tình trạng mê, suy hô hấp nặng kèm sưng bầm vùng cổ chân với dấu rắn cắn ở mắt cá trong. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết bé vào nhà bếp thì bị rắn cắn ở vùng cổ chân phải, người nhà nghi là rắn hổ đất. Sau đó, gia đình đưa bé đến thầy làng hút nọc rắn bó chân. Tuy nhiên, sau vài tiếng về nhà, bé nôn ói nhiều, than mệt và tiếp xúc kém nên nhập Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang trong tình trạng lơ mơ, thở mệt. Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán, theo dõi rắn hổ đất cắn, được xử trí cấp cứu, thở oxy, kháng sinh, chăm sóc vết rắn cắn và chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu. Tại bệnh viện, bé được ekip khoa cấp cứu đặt nội khí quản thở máy, hội chuẩn truyền 4 lọ huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất và chuyển khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị tiếp. Sau khoảng 10 giờ truyền huyết thanh kháng nọc, bé tỉnh, tự thở tốt và được cai máy thở. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo, thở bình thường, ăn uống được, vết thương rắn cắn tiến triển tốt. Bác sĩ Quang nhấn mạnh, mùa mưa rắn hay bò vào nhà, nhất là vùng nông thôn. Khi bị rắn cắn, người dân không nên rạch vết cắn, nặn hút nọc, đắp lá cây hay buộc cà rốt vì làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, xuất huyết. Bác sĩ Quang khuyến cáo cách sơ cứu đúng khi bị rắn cắn là rửa sạch vết rắn cắn, sát trùng vết thương, trấn an nạn nhân, bất động chi bị cắn và đặt thấp hơn so với tim, nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế. Trong trường hợp bị rắn hổ cắn, nên tiến hành quấn băng thun ngay phía trên vết rắn cắn để hạn chế nọc lan nhanh gây suy hô hấp do yếu liệt cơ. Đồng thời bác sĩ cũng cho biết thêm, hiện nay, điều trị rắn cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn rất hiệu quả, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Vì vậy, khi bị rắn cắn, bệnh nhân nên đến ngay cơ sở y tế, bệnh viện để được xác định, chuẩn đoán và kịp thời điều trị. Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra cho biết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Được biết, tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, người bị hại là 35.824 trái chủ, sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Cetra tại thời điểm ngày khởi tố vụ án, mùng 7 tháng 10 năm 2022. Theo lời khai của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tại cơ quan điều tra, năm 2018, bà Lan được cấp dưới báo cáo việc ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản tài chính còn tồn tại, từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012. Mặt khác, năm 2017, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã thanh tra ngân hàng SCB. Kết quả thanh tra đã đưa SCB từ một ngân hàng được hỗ trợ để tái cơ cấu thành ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của ngân hàng SCB lâm vào bế tắc. Lúc này, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB, nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng công ty An Đông và các công ty khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp SCB vượt qua khó khăn. Bà Lan khai rằng, khi đó bà đã đồng ý chủ trương cho sử dụng công ty An Đông để phát hành trái phiếu. Ban đầu bà Phương Hồng đề xuất phát hành trái phiếu công ty An Đông từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó, do tình hình thực tế phát sinh nhiều áp lực tài chính, nên đã phát hành trái phiếu công ty An Đông lên tới 25.000 tỷ đồng cùng nhiều công ty khác. Bà Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở thành phố Hồ Chí Minh để mời một số át chủ bài đến bàn chuyện. Cụ thể, bà Lan đã mời ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch SCB,
ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB, ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SVSI và ông Hồ Biểu Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đến ăn cơm. Trong bữa cơm, bà Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của ngân hàng SCB, giao cho các cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện. Trong đó, ông Võ Tấn Hoàng Văn có vai trò chỉ đạo, điều hành ngân hàng SCB triển khai thực hiện việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu do các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành cho người dân. Bà Nguyễn Phương Hồng có vai trò chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối dòng tiền và sử dụng tiền thu được từ huy động trái phiếu, quản lý, theo dõi việc sử dụng tiền. Các át chủ bài khác cũng được phân công cụ thể từng việc khác nhau. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận, việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trái quy định của pháp luật vì không dùng tiền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ, mà dùng để xử lý khủng hoảng tài chính của SCB, dẫn đến không có khả năng chi trả. Bà Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình, trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng các hình thức sau. Sử dụng toàn bộ tiền, tài sản của bà Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền, tài sản mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Ngoài ra, bà Lan mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu của các công ty này cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân. Ngày 11 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đưa bị cáo Phan Thị Ngọc Minh, 23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên ra xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, điều khiển ô tô tông tử vong tài xế xe tải đang kiểm tra lốp ở bên đường. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 1, Phan Thị Ngọc Minh lái ô tô biển kiểm soát 38A516XX đi từ nhà đến thị trấn Cẩm Xuyên để ăn uống cùng bạn bè. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 1, mình điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam về nhà. Khi đi đến km 522 quốc lộ 1 qua địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, ô tô này tông trúng anh Lê Ngọc Quy, sinh năm 1990, trú tại Phú Yên, đang dừng ô tô tải biển kiểm soát 78C037XX bên đường để kiểm tra lốp xe. Minh khai nhận, khi điều khiển xe cách vị trí anh Quy khoảng 8 mét, Minh nhìn thấy anh Quy, song do khoảng cách quá gần, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào phía sau xe tải, khiến anh Quy tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phan Thị Ngọc Minh tại thời điểm gây tai nạn là 0,385mg trên 1 lít khí thở. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Minh dù sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái ô tô, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, tự nguyện khắc phục hậu quả sau khi gây tai nạn, được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Ngọc Minh 15 tháng tù giam. Thưa quý vị, mới đây thủy điện Suối Mù, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn đã thực hiện xả lũ. Tuy nhiên việc làm này lại không được thông báo trước gây nguy hiểm cho người dân du khách. Nhiều người dân và du khách còn khẳng định họ đã suýt nữa bị cuốn trôi vì nước bất ngờ tràn xuống. Được biết, thủy điện Suối Mù, công ty cổ phần thủy điện Suối Mù nằm trên đỉnh của thang Mù, dọc hai bên suối là hàng chục homestay. Khu vực này nằm dưới hạ du, cách thủy điện gần 2 km. Anh Bùi Đức Học, sinh năm 1995, chủ homestay Suối Mù 2, xóm Mù Khướng cho biết, thủy điện Suối Mù hoạt động được 4 năm nay. Trong khi người dân bắt đầu làm du lịch từ những năm 2008, đến nay đã có hơn 20 hộ. Theo anh Học, quá trình hoạt động, thủy điện thường xuyên xả lũ mà không thông báo cho người dân. Mỗi lần như thế, tạo thành dòng nước lớn có thể cuốn trôi tất cả, gây nguy hiểm cho dân địa phương và du khách đang tắm dưới suối. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 6, lúc này có một nhóm 7 người đang tắm dưới Suối Mù. Bỗng nhiên, nước lớn tràn về. Sau khi phát hiện, tôi lập tức chạy xuống để thông báo cho mọi người. Lúc này, có 2 người nhanh chân chạy lên bờ, còn 5 người khác không kịp chạy, bị dòng nước xô đi. Dân may cả làng hô hoán và kịp thời kéo những người này lên bờ. Nếu không, thì có nguy cơ mất tích, tử vong rất cao. Còn chị Phan Thanh Hoa, 46 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, trú tại homestay Suối Mù 2, chưa hết sốc, tay chân vẫn còn run, tức giận khi được hỏi về sự việc. Chị Hoa nhớ lại. Bản thân cùng một nhóm bạn vào bản, có gửi gắm 2 người bạn ở lại trông các con chơi dưới suối. Vừa về đến nơi, nghe thác đổ âm ầm, mọi người hốt hoảng lao ra, ngó xuống suối thì thấy mọi người đều vô cùng hoảng loạn. Theo phản xạ, mọi người đều chạy ra, thấy anh chủ homestay Suối Mù 2 và một người nữa đang vật lộn dìu 5 cháu nhỏ, cùng cả trẻ em địa phương đang ngụp lặn dưới suối.
Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Đức Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, xác nhận có sự việc thủy điện Suối Mu xả lũ không thông báo khiến nhiều người suýt bị cuốn trôi. Ông Hiểu cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, tôi đã liên lạc với thủy điện. Đơn vị này cho biết, ngày hôm 9 tháng 6 đã tiến hành xả lũ để phục vụ kiểm tra và có còi cảnh báo. Tuy nhiên qua xác minh thì không có báo hiệu. Theo ông Hiểu, thủy điện thừa nhận việc xả lũ mà không thông báo cho các hộ dân kinh doanh phía cuối Suối Mu, đồng thời xin lỗi chính quyền địa phương và rút kinh nghiệm. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, chính phủ đã ban hành Nghị định 63 năm 2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nghị định này quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Về quy trình thực hiện, việc nộp hồ sơ thuận lợi khi người yêu cầu chỉ cần truy cập vào cổng điện tử dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNEID, lựa chọn mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông hai thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hoặc 3 thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, hoặc 4 thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông mà người yêu cầu đã lựa chọn để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định. Về thời gian giải quyết, đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc. Thời gian giải quyết đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng, tử tuất, giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm người có công không quá 18 ngày làm việc, giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội không quá 6 ngày làm việc, và không quá 11 ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành bảo hiểm xã hội giải quyết không quá 9 ngày làm việc. Việc trả kết quả thủ tục hành chính bản giấy tại bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu, hoặc bản điện tử được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu qua kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử trên được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP từ ngày 1/7/2024. Trong không gian lung linh kỳ ảo của hàng trăm chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano từng đoạt nhiều giải thưởng Steve Barakat đã có buổi công diễn đầu tiên tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn vòng quay thế giới. Tối 11 tháng 6, trong không gian lung linh kỳ ảo của hàng trăm chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano từng đoạt nhiều giải thưởng Steve Barakat đã có buổi công diễn đầu tiên tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neo Relit. Chương trình hòa nhạc diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế năm 2024 là một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neo Relit nổi tiếng của Steve Barakat đã thu hút khán giả ở các thành phố lớn trên khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, bao gồm cả buổi ra mắt tại nhà hát Carnegie Hall. Whistler Strong, Rainbow Bridge, Flying, Devonier, Lullaby, quốc gia của UNICEF đã được phát sóng trên trạm vũ trụ quốc tế là những tác phẩm âm nhạc tinh hoa của nền piano thính phòng Canada, được nghệ sĩ Steve Barakat trình diễn tại chương trình. Trong không gian đẹp lộng lẫy, kỳ ảo của vườn Thiệu Phương, buổi hòa nhạc mê hoặc hàng trăm công chúng, khán giả. Suốt gần 45 phút của chương trình là những tiếng trầm trồ, người khen và tiếng vỗ tay không dứt mỗi khi anh kết thúc biểu diễn một tác phẩm của mình. Steve Barakat mong đợi buổi hòa nhạc đầu tiên của anh tại Việt Nam, đất nước mà âm nhạc của anh đã được gây tiếng vang với hàng triệu người nghe nhạc, với các tác phẩm như The Whistler Song, Rainbow Bridge và Flying. Steve Barakat chia sẻ anh rất háo hức được đến thăm những người bạn Việt Nam của mình và cống hiến một hành trình âm nhạc tại một địa điểm mang tính biểu tượng cho nền văn hóa phong phú của Việt Nam.
Ngài Shostel, đại sứ Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện rằng buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Canada nổi tiếng thế giới tại Festival Huế mang đến cơ hội đặc biệt để xây dựng cầu nối và tôn vinh tình hữu nghị giữa hai nước thông qua ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neurolit World Tour đã thu hút được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông lớn, bao gồm The New York Times, CNN, Euronews, Forbes Magazine và Beijing Review. Chuyến lưu diễn mang đến một hành trình âm nhạc tuyệt vời qua những sáng tạo được đánh giá cao nhất của Steve Barakat, bao gồm màn trình diễn piano đẳng cấp thế giới với một số sáng tác trong album mới nhất của anh. Một trong những tác phẩm hay nhất từ các bản phát hành trước đó và một số bài quốc ca nổi tiếng nhất của anh, bao gồm cả bài quốc ca của UNICEF, được công chiếu lần đầu từ trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2009. Màn trình diễn trực tiếp đầy cảm xúc bài quốc ca của UNICEF do Barakat sáng tác là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của buổi hòa nhạc. Tối 11 tháng 6, tại nhà hát cao múa nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Kịch nói Toàn quốc năm 2024. Liên hoan quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên của 19 đơn vị kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập tham gia với 23 vở diễn là những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan Kịch nói Toàn quốc năm 2024 là một trong những hoạt động cụ thể triển khai thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ của nghị quyết của Đảng đã đề ra nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây cũng là hoạt động góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa nhân loại, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc và là nhiệm vụ chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc tổ chức liên hoan nhằm phát hiện tôn vinh những tập thể cá nhân có thành tích trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là dịp để các đơn vị bồi dưỡng năng lực nghệ sĩ diễn viên kế cận, các diễn viên nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua liên hoan là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng của hoạt động của nghệ thuật kịch nói, từ đó kịp thời đưa ra những phương thức hoạt động mới, khắc phục những tồn tại, thúc đẩy nghệ thuật kịch nói phát triển phù hợp với thực tế của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức vở Bến nước thời gian do nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn, liên hoan kéo dài đến ngày 26 tháng 6. Ngày 11 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình giai đoạn 2023-2030, hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo đề án. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình giai đoạn 2023-2030. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm trưởng Ban chỉ đạo đề án. Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo đề án là cần thiết, quan trọng để triển khai thực hiện các phần việc. Tỉnh xác định quan điểm bảo tồn các giá trị văn hóa để phát triển du lịch, người dân và chủ thể trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp, đặc sắc gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, biến giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình trở thành tài sản phát triển, việc đầu tư cần phù hợp với quy hoạch. Ông Nguyễn Phi Long khẳng định, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ lâu dài, đồng thời đề nghị thành viên ban chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tập trung xây dựng di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể hang động và danh lam thắng cảnh Chùa Tiên, xã Phú Nghĩa, Lạc Thủy. Các thành viên ban chỉ đạo đề án căn cứ nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố, sở ngành thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hòa Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến triển khai thực hiện đề án. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, dân tộc Mường luôn được địa phương quan tâm. Tỉnh đang triển khai xây dựng các hạng mục trong khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, đồng thời phối hợp với Viện Âm nhạc và các tỉnh, thành phố hoàn thiện bộ hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mò Mường
trình Thủ tướng Chính phủ, đệ trình tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tỉnh tiến hành kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường. Về bảo tồn và phát huy nền văn hóa hòa bình, đã hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích xóm trại và mái đá làng Vành, huyện Lạc Sơn, trình Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quy định. Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện đề án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Một số loại hình di sản văn hóa dân tộc Mường đang có nguy cơ mai một thất truyền. Nhiều di sản có giá trị chưa được đầu tư nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, kinh tế còn hạn hẹp. Công tác đầu tư tuyên truyền quảng bá nền văn hóa hòa bình còn hạn chế. Do đó, ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xin chủ trương thành lập Trung tâm Nghiên cứu về Di sản Văn hóa Dân tộc Mường và Nền văn hóa hòa bình, đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa hòa bình.